Hello, lâu rồi Lily không làm một cái video nào để tâm sự và nói chuyện với các bạn hết. Thành ra hôm nay Lily sẽ làm một cái video Get Ready With Me, bởi vì Lily thấy là các bạn có vẻ thích. Và ok, so đầu tiên thì hôm nay Lily sẽ dùng foundation Makeup Forever trong màu Y245, là Y dài 245. Bởi vì bây giờ chuyển qua mùa thu đông rồi á, thì Lily thích dùng cái foundation này hơn, bởi vì nó đặc hơn một tí và nó có vẻ là dưỡng ẩm cho da tốt hơn. Dạo gần đây thì Lily rất là vui, bởi vì Lily gặp được một nhóm bạn người Việt Nam kiểu như là du học sinh á. Các bạn này rất rất là dễ thương, kiểu chơi rất là hợp á. Thành ra là dạo gần đây thì Lily hay đi chơi với mấy bạn đó cuối tuần á. Và khi mà kiểu như là khi mình mới quen, mình đang xây dựng một cái tình bạn mới, thì Lily thấy nó không có tự nhiên lắm. Nếu như mà lúc nào Lily cũng lấy camera ra quay này nọ, thì Lily cũng có quay những cái lúc mà vui vui, nhưng mà những lúc mà tụi mình nói chuyện tâm sự với nhau thì Lily không có quay. Thành ra là những cái video gần đây á mà Lily post á là từ hồi tháng 10 rồi, nhưng mà Lily không có thời gian để edit. Và những cái clip rất là ngắn, bởi vì là Lily chỉ quay những cái giống như là những khoảnh khắc đẹp thôi. Trời ơi, sắp tới có Black Friday nữa. Chàng ơi, Lily đã nghèo rồi còn tối ngày cứ mê shopping đồ. Bữa trước á, Lily cũng tính làm cái haul quần áo, xong rồi kiểu lu bu á, cái là không không quay. Xong bây giờ Lily thấy nó cũng hơi qua biền rồi, cái Lily tính là không có quay nữa. Nhưng mà cái video vừa rồi Lily mới post, có một bạn nói là Lily nên post haul quần áo đi, bởi vì các bạn thích coi. Thành ra chắc là cuối tuần này Lily sẽ quay và sẽ có video haul quần áo cho các bạn coi. Các bạn nghĩ sao? Comment cho mình biết đi. Cái tháng vừa rồi á, Lily cũng bận nữa, là bởi vì Lily với Triệu kiểu như là phải đi tìm chàng ơi, cái hộp phấn này một lần đổ ra là nó cứ tùa luôn. Lily với Triệu phải đi tìm chỗ để đặt làm đám cưới đó, thành ra là nó cũng rất là lu bu. Bây giờ là gần cuối kỳ rồi, cái kỳ thì này xong là Lily học xong luôn á, thành ra cũng rất rất là nhiều việc. Lily có một cái makeup look Lily rất là thích và Lily sẽ chỉ các bạn. Thì hôm nay Lily dùng cái bảng này của Anastasia Beverly Hills. Ok, bây giờ thì Lily sẽ đánh một chút màu cam ở cái phần này, giống như là bây giờ Lily đang làm một cái cảnh mặt trời lặn trên mắt của mình. Sunset. Lily sẽ dùng cái màu Love Letter right here, là một cái màu hồng mận, phải không? Lily sẽ đánh vô đây. Ô trời ơi, ở Việt Nam á, bây giờ có Netflix rồi đúng không? Các bạn có ai coi phim Stranger Things chưa? Phim đó hồi năm ngoái nó đã ra phần 1 rồi, và Lily coi phần 1 thì thấy cũng bình thường, giống như là cũng hay nhưng mà nó không có xuất sắc được giống như mọi người khen. Phần 2 Stranger Things season 2 á rất 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 là hay. Lily rất là impressed với lại cái sự diễn xuất và cái cốt truyện của phần 2. Và Lily thấy phần 2 như là nó bắt đầu giải thích nhiều hơn về những cái vấn đề mà mình kiểu khúc mắc trong trong phần 1 á. Sau nếu mà bạn nào có thời gian và đang muốn tìm một cái show gì đó hay á, thì nhớ coi. Trời ơi, hồi lâu có một bạn nói với Lily là làm video về những cái phim hay mà Lily thích á. Lily muốn làm dễ sợ luôn, bởi vì Lily rất 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 thích coi phim. Hồi đó Lily tính làm như là top 10 bộ phim hay là top 10 TV show để coi trong mùa Halloween á, tại vì đa số những cái show mà Lily thích coi toàn là những cái show về crime, kiểu như là về giết người, về Lily không biết dịch
serial killer là như thế nào, kiểu như là nó giết người hàng loạt, giết người hàng loạt, kiểu như Lily thích coi những cái phim thể loại như vậy. Thành ra là Lily có nhiều lắm. Nếu mà các bạn vẫn còn muốn coi thì Lily sẽ cố gắng tìm thời gian để quay cái video đó cho các bạn. Các bạn có ai là fan của The Face hay là Hoa hậu Việt Nam không? Ôi mà gọi nhắc Hoa hậu Việt Nam, mới gần đây Lily có coi một cái video mà kiểu phỏng vấn bằng tiếng Anh á, thì thật sự là Lily thấy thấy buồn, thấy tội cho Việt Nam mình. Nhưng mà Lily nghĩ là khi mà các bạn quyết định đi thi những cái cuộc thi lớn như vậy thì cũng phải nghĩ đến là nếu như mà mình đoạt giải thì mình cũng phải biết có vốn tiếng Anh một chút. Thành ra là mình thấy kiểu thấy cũng tội á. Bây giờ thì Lily sẽ dùng cái bảng Urban Decay Electric và Lily dùng một cái màu hồng hồng tím tím. Cái màu này nè, màu Jilted. Cái bảng này hồi đó cousin của Lily cho thì Lily thấy là cũng đẹp nhưng mà không biết để làm gì, bởi vì các bạn coi cái tông màu nó là siêu nổi luôn. Nhưng mà gần đây thì tự nhiên nó rộ lên, như là eyeshadow mà màu thiệt là nổi á, đặc biệt là màu tím, màu cam, màu hồng đồ á, rất là thịnh. Thành ra là Lily rất là mừng là Lily đã giữ lại cái bảng này. Oh my god, it's so pretty. Phải công nhận là phục những cái người mà ngày nào cũng kiểu trang điểm, đặc biệt là ôm gọi mấy chị beauty guru ở Việt Nam á. Tại vì mỗi lần mà Lily về Việt Nam á, Lily chẳng bao giờ make up luôn, bởi vì nóng quá, lúc nào cũng đổ mồ hôi một cái á. Rồi ở đây mà Lily còn lười make up nữa, nói chi là về Việt Nam chắc không bao giờ luôn á, không biết nữa. Tại nhưng mà Lê Lê lại có mộng về Việt Nam sống vài năm nên Lê Lê cũng không biết tính sao. Tại thấy thấy ở Việt Nam bây giờ vui quá à. Giống như là bây giờ Lê Lê với chịu chưa có con thì có thể đi du lịch thoải mái, như là thích thì đi, không thích thì về, kiểu vậy. Nên Lê Lê cũng muốn muốn thử cuộc sống vi vu nơi đây mai đó dữ lắm. Nhưng mà chắc phải từ từ. Bây giờ thì Lily sẽ đổi sang cái bảng Too Faced Chocolate Bon Bon và Lily sẽ dùng cái màu Totally Fetch này. That is so fetch. Gretchen, stop trying to make fetch happen. Lily rất 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 là thích coi phim Mean Girl bởi vì nó rất là funny. Wow, cái màu hồng này đẹp quá. Cái màu hồng này thì nó có kiểu giống như là nhũ á, thành ra là đánh lên nhìn nó rất là lung linh. Bây giờ thì Lily sẽ dùng cái màu hồng Cotton Candy này, Lily sẽ đánh nó ngoài cái outer corner. Đó. Ủa là đẹp quá. Cọ này hình như là để đánh môi phải không? Nhưng mà bây giờ cọ của Lily khan hiếm quá, thành ra thôi Lily chơi cái này luôn. Tiêu đầu tiên thì Lily sẽ dùng cái màu nâu nâu kem kem này đánh đánh dạo dạo ở dưới đây trước. Thì thấy mấy chị makeup pro hay hay đánh ở dưới lower lash line nhiều màu lắm, như là ở trên cái mắt này có bao nhiêu màu là ở dưới đây đánh bấy nhiêu màu. Nhưng mà ngày xưa giờ đây đánh ở dưới đây á toàn đánh như là ví dụ như trên này mắt đậm rồi thì dưới đây sẽ đánh đúng một cái màu đỏ hoặc là cái màu hồng này ở dưới thôi à. Thì thấy nó cũng like not not much different. Mà hôm nay đi thử có thử là nhìn nó có khác không thì we'll see. Đây sẽ kẻ eyeliner. Nhưng mà eyeliner hôm nay sẽ rất đặc biệt bởi vì Lily sẽ dùng một cái lip liner của NYX trong màu dark red. Lily kẻ cho nó hoành tráng. Không biết là các bạn ở Việt Nam có quen với cái kiểu make up này không? Tại vì Lê thấy có nhiều khi Lê make up mà đậm kiểu này á thì các bạn hay nói là ô nhìn ghê quá hoặc là nhìn già quá này nọ. But Lê rất 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 là thích make up mắt đậm như vậy. Lê không biết tại sao nữa, nhìn kiểu rất là phá cách như nó. Cái mái tóc của Lê thiệt là cực quá, tại vì
Nói chung là Lily cũng rất là thích cái tóc mái, vì bây giờ vô mùa đông rồi á, mà năm nay nó còn rộ lên cái trend là đội mũ beret đồ á, nhìn so cute với mái luôn. Nhưng mà tháng 2 này Lily có một cái chuyến đi bí mật. Lily chưa có nói, Lily muốn là Lily sẽ giữ bí mật cho tới khi nào mà gần ngày đi rồi Lily sẽ nói cho các bạn biết là Lily đi đâu. Và cái chỗ đó nó khá là ẩm ướt á, thành ra kiểu ra mồ hôi nhiều lắm. Lily không có muốn là về giống như là chụp hình đồ mà cắt tóc mái này nè, xong rồi nó bị ướt ướt rủ rượi nhìn ghê lắm. Bây giờ Lily vẫn còn dùng cái mascara này của Maybelline Last Stiletto, có lẽ là my all time favorite. And then sau đó thì Lily sẽ dùng cái Voluminous Lash Paradise của L'Oreal để đánh cho nó có volume. Tại vì cái này thì nó chỉ dài thôi. Cái mascara này á, không biết sao nhiều người khen ghê luôn á, nhưng mà Lily dùng thấy nó khá là clumpy á. Mỗi lần đánh lên trên cái mắt của mình nó bị ra cục 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 tùm lum hết trơn á. Nhưng mà Lily dùng chỉ như là dùng cho nó hết thôi à. Chứ còn nếu mà nói là thích á thì Lily không có thích gì mấy. Thường sau khi mà Lily đánh thì Lily sẽ kéo lại với lại một cái cây chút mascara clean. Đây là Designing Eyebrow của The Face Shop. Like this. Lily vừa mới đi wax cái eyebrow after like gần một năm trời không đụng tới, bởi vì Lily để tóc mái á thì nó che mất cái lông mày rồi, nên là Lily cũng khỏi kẻ lông mày, khỏi làm gì luôn. Nói chung là nó cũng tiện lắm á. Ok, đúng là cái màu này là cái màu yêu thích. Lily phát hiện ra cái bút chì này hồi đó đi về Việt Nam chơi, và cho tới bây giờ Lily vẫn rất thích nó. Lily sẽ dùng một ống son drugstore của Maybelline màu 555 Naked Coral. Lily phát hiện ra cái dòng son này là nhờ chị Trang makeup. Lily coi swatch của Trang á, thấy đẹp quá. Actually không biết Trang bao nhiêu tuổi ta, có bạn nào biết chị Trang bao nhiêu tuổi cho Lily biết, bởi vì Lily nghĩ là có thể Lily lớn hơn Trang. Wow, nhắc tới Trang mới nhớ là Lily thấy cái dòng son mới của Ophelia, packaging siêu đẹp luôn, và công nhận là rất là ấn tượng, rất nể. Nhưng mà Lily không có cơ hội thử. So, nếu mà Trang có coi video của mình thì có thể send PR list. Cái màu này nó hơi bị hồng quá nhờ. Sẽ đánh một chút màu này là 925 Maple Kiss. Cái này thì nó là giống như là son hơi bóng một tí. For blush today, Lily sẽ dùng cái bảng này của Hourglass. Và Lily sẽ đánh màu kiểu rất là rất tự nhiên thôi, bởi vì mặt của mình đã quá nhiều màu sắc rồi. Công nhận là đồ của Hourglass xài rất là thích. Cái bảng này hồi đó Lily mua mắc kinh khủng, like hình như gần cả trăm đồng, Lily tiếc đứt ruột luôn. Nhưng mà tại Lily thấy cái này nó bán riêng một cái ô nhỏ đã gần năm mươi mấy đồng rồi, thành ra Lily nghĩ thôi kệ cũng được, cũng ok. Type of thing Lily giữ tới giờ và thấy là một quyết định đúng đắn. To contour, Lily sẽ dùng cái Charlotte Tilbury cái phấn contour. Cái phấn này hồi năm ngoái Lily không biết bị cái gì, giống như bị nhập gì á. Lily thấy nói chung là Lily thấy rất nhiều beauty blogger dùng cái phấn này rồi, xong nhưng mà Lily không bao giờ để ý á. Cái xong tự nhiên gần tới cái dịp Christmas á, cái Lily thích và sợ luôn, thích cái packaging của nó, nên ngồi coi một đống review rồi cái bảng này, xong rồi thích quá phải đi mua. Cái bảng này cũng siêu mắc luôn á, tính qua tiền ca cái gì cũng mắc hết trơn á. Cái highlighter mà Lily rất thích gần đây đó là cái Maybelline Master Chrome trong màu 100.
Và cái highlighter này phải nói là đẹp xuất sắc luôn á. So với giá của drugstore thì cái highlighter này quá tuyệt vời, bởi vì rất là mịn và cái độ bóng của nó thì thôi miễn bàn luôn. My God, các bạn hãy chờ nha. See this? My God. Mỗi lần mà bỏ highlighter lên Lily hay bị quá đà, bởi vì rất là sảng khoái. Đôi khi đi đi học á, kiểu đánh cũng hơi hơi lố. Trời ơi, nhưng mà nói chung cái trường của Lily cũng kiểu trường art, thì ra là tụi nó đi học bận đồ rồi cũng hoành tráng lắm, so it's okay. Bây giờ Lily make up hoành tráng để xong chuẩn bị đi học nè. Khổ nổi, Lily ghét cái lớp này kinh khủng luôn, bởi vì hôm nay như là bây giờ là gần 4 giờ rưỡi thì Lily có lớp, xong rồi học cho tới 8 giờ mà chỉ có đúng một lớp thôi, mà cái lớp này á, kiểu lên lớp toàn ngồi trong máy tính làm việc không à, xong rồi kiểu thầy ít dạy gì lắm. Ra trời như bữa Lily lười kinh khủng luôn, nhất là bây giờ mùa đông rồi trời cứ mưa rồi xong lạnh lạnh u ám. Like so many reason to skip, you know, đi học. Lily ghét nhất là đi học buổi sáng sớm, mà cũng ghét đi học buổi tối nữa. Cái giờ mà cỡ từ 10 giờ cho đến 5 giờ là cái giờ mà Lily thích nhất, tại vì lúc đó là không quá sớm không quá muộn. Cho nên là chắc là mai mốt mình làm ở office cũng được. Trời ơi, giống như Lily cũng không thích làm office, thấy kiểu gò bó quá. We'll see. Bây giờ gần gần graduate rồi á, tối ngày gặp ai cũng hỏi là con muốn làm cái gì khi mà con học xong, con muốn làm cái gì này nọ. Chị ơi, con không biết. Con không biết con muốn làm gì. Nỗi khổ lớn nhất của những học sinh sắp ra trường. Cuối cùng thì Lily sẽ xịt cái Pixi Glow Mist. Cái này là một cái sản phẩm rất 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 tuyệt vời. Bữa nếu bạn nào coi channel của mình thì sẽ biết bạn Huy Tạ. Halloween đó, nó cái costume của nó là Netflix and chill. Không biết các bạn ở Việt Nam có hiểu cái câu đó không? Tại vì bên này mấy đứa nó hay rủ rủ nhau về nhà coi phim Netflix xong rồi chill, kiểu chơi với nhau, nhưng mà thật ra cái chữ chill đó không có nghĩa là về nhà chơi mà là về nhà chill. So, thằng Huy á, nó Halloween costume của nó bận cái áo Netflix and then nó có cái quạt này, nó để là Netflix and chill. Sau đó để lại cho Lily, thành ra bây giờ Lily sẽ dùng để quạt cho nó khô cái mặt. Đó là một sản phẩm rất tuyệt vời, có thể dùng để sống ảo khi chụp Snapchat. Video của Lily đến đây là kết thúc rồi. Lily hy vọng là video này đủ dài và đủ vui để cho các bạn vừa xem vừa giải trí. Và Lily cũng hy vọng là các bạn thích cái makeup look ngày hôm nay, bởi vì Lily rất rất là hài lòng với nó. Lily nghĩ là video tiếp theo sẽ là một video haul quần áo. Thành ra nếu bạn nào mới và thích channel này, thích Lily thì nhớ subscribe cho channel này và cho Lily một thumbs up. Nếu bạn nào mới thì nhớ comment nha. Tại vì lâu quá rồi Lily, như là channel gần đây cũng lên được subscriber. Thành ra là nếu mà bạn nào mới á, thì hôm nay nhớ comment ở dưới say hello với Lily, bởi vì Lily muốn thấy những gương mặt mới. Bởi vì rất nhiều bạn kiểu như là quen rồi á, là thường comment thường trực trên các video. Nếu bạn đã thích dùng Instagram thì cũng có thể follow Lily trên Instagram @lilyanhbùi, bởi vì Lily dùng Instagram rất là nhiều, và nếu các bạn có câu hỏi hay là muốn nói chuyện tâm sự gì với Lily thì các bạn có thể message Lily trên Instagram. Lily cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn để ngồi xem video của mình. So thank you so much. Lily sẽ gặp lại các bạn lần sau ha. Bye. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time.